tóm tắt tập trước sau khi cùng bàn bạc với nhau mọi người trong nhà đều được phân công thành những nhóm nhỏ nhóm của châu chắc bao gồm cậu và hạ băng băng phụ trách tìm kiếm vật tư và nắm bắt tình hình bên ngoài cả hai lên đường đến một khu ngư trường hoang vu và tìm được một cái kho lạnh có nhiều hải sản tươi không ngờ ở đây lại xuất hiện một con cá thây ma cấp độ 2, cửa kho lạnh lúc này cũng đột nhiên khóa lại không có thời gian để mở cửa kho nữa rồi phải tiêu diệt thứ này trước chết tiệt, vảy của nó giống như một lớp áo giáp. Không thể nào cắt xuyên qua được. Toàn thân nó được bao phủ bởi vảy, nhất định phải tìm ra điểm yếu. Ở đó. Trùng đột biến ký sinh trong mang cá, sống cộng sinh cùng với nhân ngư. Vào lúc nguy hiểm nó sẽ bảo vệ vật chủ. Dù có nhiều sự kiện diễn ra không giống với kiếp trước, nhưng phần lớn chỉ là những chuyện xảy ra ngẫu nhiên. Con thây ma cấp 2 này rõ ràng là có người cố ý thả vào trong kho đông này. Châu chắc, anh không sao chứ? Không sao, nơi này không an toàn, chúng ta nên nhanh chóng quay về. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cửa kho không thể mở được nữa. Vừa rồi ai đó bên ngoài đã khóa nó. Hạ băng băng, cô lui lại đi. Không ổn, chất liệu và kết cấu của cánh cửa thực sự ở cấp độ kho bạc. Mà hiện tại đang ở dưới lòng đất, cánh cửa này là điểm yếu nhất. Châu chắc, đây là tất cả sức mạnh của tôi hiện giờ. Nhưng xem ra không còn cách nào mở được cánh cửa này. Tôi cần hồi phục lại một chút. Anh cứ nghỉ ngơi trước đi, để tôi đi kiểm tra kho đông này. Có thể vẫn còn lối thoát khác. Không có rồi. Tôi đã tìm mọi ngóc ngách ở đây. Không còn lối ra nào khác nhiệt độ kho lạnh cao nhất là âm 18 độ, chúng ta không thể cầm cự được lâu. Cho dù có thể sống sót trong nhiệt độ thấp thì chúng ta cũng sẽ chết vì thiếu khí. Không thể trì hoãn thêm được nữa. Để tôi thử lại. Cái này. Chỉ cần ăn thứ này là tôi có thể có dị năng giống anh. Phải không? Cô, cô có biết mình đang làm gì không? Việc này rất nguy hiểm, ngộ nhỡ. Sức mạnh của anh không thể sử dụng liên tục được. Hơn nữa hiệu quả cũng có hạn. Châu Trác, anh cũng biết mà, nếu cứ thế này thì chúng ta đều sẽ chết. Thế nên, hãy cùng đánh một canh bạc cuối cùng. Cược rằng tôi có thể sống sót, hơn nữa dị năng thức tỉnh của tôi có thể giúp chúng ta thoát khỏi đây. Trực giác? Đó là dị năng kiếp trước mà Hạ Băng băng thức tỉnh. Liệu kiếp này nó có thay đổi vì có sự can thiệp của mình không? Sẵn sàng chưa? Cô ấy đã thể hiện dũng khí như thế, thì sao mình phải lo lắng chứ? Nếu là trước đây có lẽ tôi sẽ sợ hãi. Nhưng bây giờ có anh ở đây. Tôi nghĩ mình có thể làm được. Châu chắc, hạ băng băng, hai người ở đâu thế? Thằng nhóc đó đã đi đâu rồi, ra ngoài cũng không nói một tiếng. Cứ tiếp tục thế này thì trời sẽ tối mất. Không phải thây ma chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi sao? Con cũng không rõ, có chuyện gì đó không ổn rồi. Tiêu rồi, là hoàng đảo.